Tiếp theo, con đã nghe bài pháp phân biệt nhân và quả trong hành động do sư giải đáp. Bạch sư, còn về duyên thì sao? Duyên vận hành như thế nào đối với nhân và quả cũng như trong hành động đó? Thì sư ví dụ như thế này. Cái nhân ấy là cái trực tiếp, cái nguyên nhân trực tiếp nó dẫn đến cái hậu quả. Ví dụ, đời trước chúng ta sát sanh, đời này chúng ta bị yểu thọ. Đời trước mình đánh người ta, đời này người ta nhìn mình là người ta không ưa, thì nó là nhân và quả. Còn cái duyên là những cái phụ trợ, những cái điều kiện hỗ trợ để cho cái nhân nó trổ quả. Sư ví dụ, trong A Tỳ Đàm thì nói rất là 24 duyên hệ. Thành ra đó, nhiều người hỏi là tùy duyên đi sư. Thì nhiều lúc sư cũng cấp cớ sư hỏi là 24 duyên ấy, quý vị muốn tùy cái duyên nào? Thấy chưa? Mình cứ nói là tùy duyên, mình không hiểu cái duyên là cái gì hết. Có những cái đó, nó hỗ trợ nhau bằng cách nó có mặt. Có những cái hỗ trợ nhau bằng cách có mặt trước, mình gọi nó là tiền sanh duyên. Có những cái nó hỗ trợ nhau bằng cách nó có mặt sau, gọi là hậu sanh duyên. Có những cái nó hỗ trợ nhau bằng cách nó cùng có mặt, gọi là câu sanh duyên. Có những cái nó hỗ trợ nhau bằng cách nó vắng mặt, gọi nó là ly khứ duyên. Sư ví dụ, nhờ cái việc mà sư vẫn nỗ lực duy trì cái lớp, lúc đó quý vị vẫn chưa có, mà vẫn ráng duy trì với một số những cái thành phần cốt cán, vẫn ráng duy trì cái lớp để cho quý vị có mặt ngày hôm nay để quý vị thực tập, thì đó chính là cái điều kiện hỗ trợ để quý vị có mặt ngày hôm nay, đó là tiền sinh viên. Hoặc là quý vị đến chùa mà nhờ cái việc là cái xe của quý vị đó, trước đó quý vị đã đổ xăng đầy đủ, quý vị mới tới được chùa, thì đó chính là cái tiền sanh duyên. Có nghĩa là nó hỗ trợ cái việc mà quý vị có mặt ở chùa, nó hỗ trợ bằng cách nó có mặt trước. Còn cái việc mà quý vị có ở chùa do cái nhân nào, có duyên nào, đó là do cái nhân duyên quá khứ mà chúng ta đã từng có những cái nghiệp chúng ta cộng với nhau để bây giờ chúng ta có mặt ở đây, chúng ta nghe pháp, đó là nhân và quả. Còn những cái sự hỗ trợ nó gọi là duyên. Còn thế nào là hậu sanh duyên? Hậu sinh duyên là nó hỗ trợ bằng cách nó có mặt sau. Ví dụ như chúng ta có mặt ở đây bởi vì chúng ta biết chắc là về nhà là cái việc nhà là có người lo. Có nghĩa là một chút xíu nữa về nhà, cái chuyện mà chúng ta có cơm để ăn nè, có nước để tắm nè, đó là cái chuyện nó sẽ có. Cho nên bây giờ chúng ta mới có yên ổn, chúng ta an tâm, chúng ta học đạo ở đây. Thì có nghĩa là sao? Nó sẽ hỗ trợ mình bằng cách nó có mặt sau. Cái nước đó, cái điện đó, cái cơm đó, nó có mặt sau, thì mình gọi nó là hậu sanh duyên. Hiểu chưa? Rồi cái sự hỗ trợ bằng cách cùng có mặt gọi là câu sanh duyên. Có nghĩa là sao? Ví dụ như quý vị có ở đây, thì sư thuyết pháp, thì sư và quý vị hỗ trợ lẫn nhau bằng cách cùng nhau có mặt. Chứ nếu như mà sư có ở đây một mình, không có quý vị, thì sư cũng đâu có giảng pháp cho ai chi. Mà nếu như quý vị có ở đây mà không có sư, thì quý vị ở đây quý vị nghe pháp của ai? Cho nên chúng ta hỗ trợ nhau bằng cách cùng có mặt. Rồi sao nữa? Chúng ta hỗ trợ nhau bằng cách vắng mặt. Bằng cách như thế nào? Ở đây thì sư khó ví dụ. Sư lấy một cái ví dụ đi. Thì quý vị biết là ở đây đó, chúng ta có được cái lớp học này là nhờ một số thành phần họ không có tới. Ví dụ như họ tới ở đây là họ chỉ có thêm phiền thôi. Họ tới ở đây họ chỉ có phá thôi, chứ họ không có làm ăn gì được hết. Cho nên mặc dù chúng ta không biết họ là ai, nhưng chúng ta cũng biết là nhờ cái sự vắng mặt của họ, cho nên chúng ta mới an ổn, chúng ta tu tập. Cho nên gọi nó là ly khứ duyên. Có nghĩa là giúp đỡ nhau bằng cách vắng mặt. Đó là những cái duyên hệ như vậy. Bản thân cái duyên ấy, nó là cái sự giúp đỡ, hỗ trợ cho một cái nhân nó tạo ra quả. Mà còn quý vị muốn hiểu rõ hơn thì có thể do một cái thời pháp khác mà nói rõ 24 duyên hệ. Nó nhiều lắm quý vị. Cho nên mình nói duyên không thôi thì nó chưa đủ.
hơi thiếu.